Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3 của chúng tôi, cũng như là băng tần 16.10 và băng tần 26.9 tại Las Vegas. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay, và đặc biệt là quý khán giả đang theo dõi trên Facebook cũng như trên YouTube VNA TV. Quý vị có thể comment vào nói chuyện cùng với lại Mỹ Linh cùng với nhà báo Du Miên nha. Và quý vị vừa mới thấy một số hình ảnh mà Mỹ Linh trong cái chuyến đi vacation của mình vừa rồi. Và sẽ có nhiều cái để tường trình cho quý vị rất là hấp dẫn. Quý vị nhớ đón coi nha. Từ chuyến đi đến Las Vegas ra sao, rồi đến Red Rock Canyon, rồi xong rồi Death Valley, rồi Mỹ Linh đến với lại Hoover Dam, rồi sau đó thì đến camping ngay tại một cái campground có tên là Let Me, ngay kế bên cạnh Hoover Dam, và đến thăm Calico Ghost Town nữa. Hay lắm. Cho nên là mời quý vị nhớ đón coi chuyến đi của Mỹ Linh nha, đừng bỏ qua ha. Và Mỹ Linh sẽ có một cái YouTube mới là Mỹ Linh Travel để cho quý vị có thể theo dõi tất cả những chuyến đi của Mỹ Linh nha. Mời quý vị đón coi ở trên YouTube là Mỹ Linh Travel nữa. Mỹ Linh sẽ làm thêm cái YouTube đó, và khi nào thì bắt đầu thì Mỹ Linh sẽ cho quý vị biết nha. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và kính thưa quý vị, để không để cho quý khán giả chờ đợi lâu thì chúng ta sẽ đến với chương trình ngày hôm nay nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin mời quý vị bắt đầu đến với chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả. Yeah, hello quý vị Hùng Hải Phạm, quý vị Ai Là Tôi, quý vị Nguyễn Nhung, quý vị Dũng Võ và quý vị Đoàn Thọ đang theo dõi, và nhiều quý vị khác nữa. Dạ quý vị, khi mà coi chương trình ở trên YouTube đó, quý vị nhớ trở thành subscriber và bấm like thật là nhiều để mình vượt qua được những cái thuật toán của YouTube nha quý vị. Ok, dạ, rồi trong khi mình chờ đợi ban kỹ thuật có thể bắt đầu vào chương trình thì mình nói chuyện với nhau một chút nữa nha. Dạ. Ok, hôm nay thời tiết ở chỗ của quý vị như thế nào? Còn ở chỗ của Mỹ Linh bây giờ đang là mùa xuân, thời tiết rất là đẹp, không có quá nóng, không quá lạnh. Nói chung là tuyệt vời, chỉ có buổi tối thì nó hơi se se là lạnh, phải có áo khoác chút xíu. Còn ngoài ra thì rất là đẹp luôn đó. Dạ, thứ năm này thì Mỹ Linh sẽ không thực hiện chương trình. Mỹ Linh sẵn tiện báo cho quý vị luôn ha. Thứ năm thì Mỹ Linh sẽ không thực hiện chương trình, và Mỹ Linh sẽ có một cái chuyến đi đến với lại vườn hoa San Diego, là một trong những vườn hoa nổi tiếng nhất tại miền Nam California. Ở đây cả 3.000 một vườn hoa luôn, cả khoảng chừng 5 acre đều là đất để mà trồng hoa. Và đẹp lắm, và sẽ có nhiều cái thú vị ở đây để Mỹ Linh tường trình cho quý vị. Cho nên là thứ năm Mỹ Linh, tại vì sẵn tiện mình đi chích ngừa đó, ngay cái địa điểm mà gần ngay chỗ vườn hoa đó, cho nên Mỹ Linh sẽ đến để mà tường trình luôn. Cho nên quý vị nhớ đón coi nha. Cảm ơn quý khán giả. Dạ rồi, xin mời quý vị bây giờ chúng ta bắt đầu vào chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay nha. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3 tại miền Nam Cali, miền Bắc Cali là 16.10 và tại Las Vegas là băng tần 26.9. Và cũng như quý vị đang theo dõi ở trên Facebook và YouTube VNA TV của chúng tôi. Mời quý vị đến với chương trình tin tức buổi tối trong ngày cuối tuần ngày hôm nay cùng với Mỹ Linh và nhà báo Du Miên. Dạ, con chào bác. Trước hết kính chào quý khán giả của đài VNA TV khắp nơi trên thế giới, và thân mến chào cô Mỹ Linh. Dạ, và thưa bác thì xin mời bác và bắt đầu với lại bản tin hấp dẫn của ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, quý sinh viên nào trong quá khứ đã vay nợ và có hồ sơ bị phát giác là chính quyền các tiểu bang cũng như là các trường đại học ăn gian, thì bây giờ Bộ Giáo dục quỹ 1 tỷ nợ tiền loan của sinh viên. 72.000 sinh viên đương ở trong cái dạng này, đặc biệt là nhiều sinh viên ở hai trường đại học ITT Technical Institute và Corinthian College. Thưa quý vị, câu chuyện này nó là như thế này. Cái thời trước, thời cách đây mấy năm thì có phát giác ra cái chuyện là nhân viên các cái chỗ mà làm vay nợ cho sinh viên đã làm giấy tờ sai,
nó ảnh hưởng lên cho nhiều học sinh, sinh viên, và do đó đã có khiếu nại, và bây giờ thì cái khiếu nại này đã được chính quyền giúp và bắt đầu cho ra một cái khoản tiền để cho quỹ 1 tỷ bạc nợ cho các em trong chương trình Borrower Defense. Đó, thưa, nếu như quý vị nào, các em nào, các bạn, sinh viên nào đã ra trường rồi, cái này là sinh viên cũ chứ không phải sinh viên mới, thì có thể mình làm lại cái hồ sơ để có thể là được quỹ tất cả những món nợ. Thì chắc là cái này tin vui nha, khỏi trả tháng mấy trăm hay là mấy ngàn gì đó thì sướng quá trời. Chúc mừng mấy em. Vâng, trở lại với cô Mỹ Linh. Nhưng mà cái này là với điều kiện là hồ sơ của mình đó là đã bị sai sót. Tức là ví dụ như là đã bị tính sai cái tiền mà rate, cái là cái chấm tiền nợ nè. Hoặc là khi mà mình làm hồ sơ đó là đáng lẽ mình trông ở một cái diện tốt hơn, mình được cái rate tốt hơn, mà cái rate cho tính cho mình bị sai. Hoặc là các khoản tiền ví dụ như mình nợ có 200 ngàn mà tính ra thành 250 ngàn đại loại vậy, thì những cái hồ sơ sai đó sẽ hoàn toàn bị hủy luôn. Đó, tức là mình được miễn cái nợ đó luôn. Đó, cho nên là mình phải coi cho kỹ nha. Tức là hồ sơ của mình check lại coi có bị sai hay không. Nhất là những bạn sinh viên mà học ở trường ITT đó. Đó thì chắc chắn là rất là dễ bị sai sót những cái đó, thì kiểm tra lại. Dạ rồi, chúc may mắn. Dạ, tại vì thật sự làm những hồ sơ này cũng không có dễ. Dạ, te tua tơi tả, nhưng mà hy vọng là mình sẽ được giảm một cái khoản nợ rất là lớn ha, giảm nợ hoặc là xóa nợ luôn, thì đó là một tin rất là vui. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại bản tin tiếp theo liên quan đến bãi biển Miami của Florida ban bố tình trạng khẩn cấp khi mà đám đông đã đến đây du lịch một cách gọi là khủng khiếp luôn, làm cho khu vực của bãi biển Miami tại Florida ban bố tình trạng khẩn cấp vào hôm nay luôn, thưa quý vị. Quá khủng khiếp luôn, và không họ gọi là chưa chuẩn bị tinh thần để mà thấy được số người đông đến như vậy, và họ sợ là bắt đầu những cái ca nhiễm COVID-19 có thể tăng lên trở lại. Cho nên là tại vì đám đông tụ tập quá lớn, thì cuối cùng thị trưởng của Miami Beach là tên là Dan Gilbert thuộc đảng Cộng hòa đã cho biết là họ sẽ xin lỗi người này là thuộc đảng Dân chủ. Cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày thứ Bảy rằng họ sẽ thực hiện về cơ bản một số các biện pháp để giúp giảm số lượng người đến với khu du lịch này. Gilbert cho biết vào 8 giờ tối sẽ lên lệnh giới nghiêm. Và tiếp đến nữa, thưa quý vị, ông Dan Gilbert cũng nói là việc giới hạn ở các đường đi ở trên các freeway của thành phố cũng sẽ giúp để giới hạn số người, và các khách của khách sạn cũng sẽ bị giới hạn để mà cố gắng gọi là giảm số lượng người đi, và cũng như là bắt đầu giờ giới nghiêm sẽ có hiệu lực từ 9 giờ tối ngày hôm nay và sẽ có hiệu lực trong vòng 72 tiếng, tức là 3 ngày tiếp theo. Thì bắt đầu lệnh giới nghiêm là từ lúc 9 giờ và ông sẽ có một cuộc họp khẩn cấp với các ủy ban của thành phố vào ngày Chủ nhật để đưa ra các biện pháp khi mà có quá nhiều người đã đến với lại khu vực của Miami Beach của thành phố Florida đến nỗi họ đỡ không kịp và họ sợ rằng là sẽ có sự lây lan COVID-19. Chính vì như vậy mà họp khẩn cấp và ban bố luôn là phải có lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 8 giờ tối ngày hôm nay là bắt đầu sẽ có lệnh giới nghiêm có hiệu lực, kính thưa quý vị. Đó, cho nên là bây giờ đó bắt đầu mùa xuân, người ta đi du lịch nhiều cũng là lúc mà mình lo lắng. Hồi bữa Mỹ Linh đi du lịch cũng vậy, đến ngay chỗ cái khu mà campground á, Mỹ Linh cứ nghĩ là chắc không ai đi, tại vì thứ nhất là sợ dịch bệnh, thứ hai là mới đầu mùa xuân thôi mà, mới tháng 3 thôi, mà không ngờ đến là người ta camping đầy hết, rất là nhiều xe RV, rồi xong rồi có những gia đình đó họ đến họ camping từ trước Mỹ Linh lâu lắm rồi, và Mỹ Linh phải đi vòng 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 mới có được một chỗ cho mình để mà cắm trại, và có gia đình hàng xóm bên cạnh của Mỹ Linh đó là họ ở cả tháng luôn. Cho nên là phải nói thật sự là bây giờ dù là COVID-19 nhưng người ta vẫn đang đi du lịch rất là đông. Cho nên đây là một điều mà thành phố Miami tại Florida đang lo ngại, kính thưa quý vị. Và quay trở lại với nhà báo Duy Miên, thưa bác. Trong cái lịch sử của loài người đó, thưa quý vị, là nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, một năm ở tù vì COVID-19, bây giờ thấy ở đâu mở cửa mừng húm chạy tuốt ra đi coi để mình cùng trở lại cuộc sống, thì chắc chắn là các giới chức y tế của chính quyền luôn luôn là cảnh giác, thì chúng ta cũng nên tuân theo. Vâng, thưa quý vị, bây giờ cảm ơn mà kỹ thuật đã lấy được một cái hình rất là hay. Thưa quý vị, hồi nãy quý vị nghe là sinh viên đã được giảm nợ là 1 tỷ Mỹ Kim. Bây giờ thêm 2 tỷ Mỹ Kim cho những người
có thân nhân bị chết ở trong vì đại dịch COVID-19, có nghĩa là bị chết vì dịch, đã chôn cất rồi, bây giờ chính phủ cho trả tiền lại cho mỗi một người chết cho thân nhân như vậy là 7.000 Mỹ Kim. Thì cách thức quý vị phải biết cách để mà liên lạc với những cơ quan của địa phương của quý vị để được giúp đỡ. Tôi tiếc là tôi không có lấy được cái website này, nhưng mà quý vị tìm hỏi các bạn trẻ đó, cái tổ bên cách để giúp cho cái này là FEMA, tổ chức mà của chính phủ, và nó cũng đòi hỏi một số những cái điều kiện, nhưng mà đương nhiên là khi quý vị có giấy của nhà thương, có giấy khai tử, rồi có giấy của nhà hoàng thì lo tổ chức tang lễ bao nhiêu, nhưng mà nhiều hay ít họ vẫn trả một cách 7.000, tức là không hơn không kém như quý vị thấy ở trên màn ảnh của chúng tôi. Vâng, chúc cho quý vị được có lại một khoản chi phí. Nhưng mà thưa quý vị, nhớ là quý vị liên lạc để làm những cái thủ tục giấy tờ, chứ không phải tự nhiên người ta gửi tới cho mình nhé. Cảm ơn quý vị. Bây giờ trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, và kính thưa quý khán giả, tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến chính quyền của ông Biden. Và thưa quý vị, có một bản tin vừa mới đưa ra là ông Biden tự hào vào ông Lincoln trong cuộc gặp vừa rồi với lại Trung Quốc. Mà trong khi không hiểu là tự hào cái gì luôn, khi mà gọi là bị Trung Quốc chửi te tua tơi tả và thật sự là gọi là dội một gáo nước lạnh thẳng vào mặt của nước Mỹ trong cái cuộc họp đó. Nói rõ luôn là nước Mỹ gọi là không có qualification để mà nói chuyện về vấn đề của Trung Quốc. Rồi là tưởng đâu là nước Mỹ rất là chuyên nghiệp và là gọi là một cái nước số 1 trong vấn đề gọi là hiểu rõ cái những cái phương thức ngoại giao, nhưng cuối cùng thì không phải là như vậy. Nên là giống như họ nói cái kiểu là chúng tôi đã đánh giá quá cao các anh rồi. Rồi xong rồi họ cũng nói là nước Mỹ tự lo về nhân quyền của mình đi, đừng có lo nhân quyền của những nước khác hay là cái đó, thì họ nói như vậy. Nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ ông Biden lại khen ngợi và tự hào vào ông Lincoln, mà Mỹ Linh cảm thấy không có gì để mà tự hào hết. Và bây giờ có một người khác, đó là giám đốc văn phòng gọi là báo chí của tòa Bạch Ốc, là tức là người supervisor của bà Psaki luôn đó, thì bà gọi là giám đốc văn phòng báo chí của tòa Bạch Ốc, thì nói rằng là sân khấu của hội nghị đã được mở ra và nói là tất cả các cánh cửa đó là đóng kín và diễn ra những cái đối thoại là ở đó. Là tức là bà nói rằng là nhìn bề ngoài thì thấy như vậy, thấy Trung Quốc là gọi là tỏ vẻ đàn anh với nước Mỹ, đang chỉ trích nước Mỹ ngược trở lại. Nhưng mà thực sự là cái chuyện này là chỉ ra vẻ bề ngoài, chứ là họ có đóng kín cửa bảo nhau và đóng kín cửa rồi, những cái họp đó, những cái deal đó mới thật sự là quan trọng. Để còn cái gì mà mình đang thấy chỉ là bề ngoài thôi, ý bà nói như vậy. Tiếp nữa là các phái đoàn của Trung Quốc là đang gọi là đang thể hiện, đang đóng cho những người dân Trung Quốc coi, để mà giống như cái kiểu mà show up với chính người dân Trung Quốc của họ, chứ thực chất là không phải là như vậy. Thực chất những cái mà họ gọi là nước Mỹ đã điều đình được, nước Mỹ đã đưa ra những cái gọi là những biện pháp được thỏa thuận rất là tốt. Rồi tiếp đến nữa là bà ta cũng nói là các phái đoàn của Hoa Kỳ đã thúc đẩy được mối quan hệ với Bắc Kinh, và tất cả những gì mà chúng ta thấy là đang cho người dân Trung Quốc thấy mà thôi. Ý là phái đoàn của Trung Quốc đang xoa dịu người dân của mình, cho nên là mới có những lời nói mạnh mẽ với lại nước Mỹ như vậy thôi. Chứ đằng sau đó thì đóng cửa bảo nhau, chứ không phải là như vậy. Đó, ý cái người mà gọi là chánh văn phòng của tòa Bạch Ốc nói như vậy. Nhưng mà thực sự là chúng ta nghĩ là có đúng không? Khi mà ở bên ngoài họ đã nói chỉ thắng nước Mỹ như vậy, đã nói một cách gọi là mạnh mẽ như vậy với nước Mỹ, thì thực sự đóng cửa, bây giờ mình cứ cho thật sự có những chuyện mà đóng cửa âm thầm bảo nhau, ống cửa âm thầm điêu với nhau đi, thì họ điêu cái gì? Trong khi mà rõ ràng ở trước mặt thì họ tỏ vẻ rất là kể cả với nước Mỹ như vậy, thì liệu là đằng sau lưng đóng cửa thì họ điêu cái gì đây? Điêu cho nhau hay là điêu cho lợi ích của người dân Mỹ, hay là điêu cho lợi ích của người dân Trung Quốc?
Đó, rõ ràng cái này là cái mình không biết. Chỉ có cái mà chúng ta biết được là rõ ràng họ đã không tôn trọng nước Mỹ ngay trong sân nhà của nước Mỹ, ngay tại Alaska của nước Mỹ. Nhưng mà họ có những cái lời nói mà thật sự là không có đúng, không có đúng mực. Và ông Blinken đã không phản ứng lại một cách mạnh mẽ và đúng, gọi là giống như xứng tầm của nước Mỹ trong cái cuộc đối thoại đó với lại Trung Quốc. Trong khi đây là lần ra quân đầu tiên của nước Mỹ dưới thời của ông Joe Biden. Đó, nhưng mà rõ ràng là thật sự là nó đã không có làm chúng ta hài lòng, phải không quý vị? Đó, cho nên là cái này là mình cái mà mình theo dõi, chờ để mà mình coi thử là những cái gì sẽ diễn biến tiếp theo. Trong khi ông Biden nói ông rất tự hào về ông Blinken trong những gì đã diễn biến với cuộc gặp của Trung Quốc vừa qua, cũng giống như là bà chánh văn phòng của báo chí của Tòa Bạch Ốc cũng đã lên tiếng và nói rằng là tất cả những gì mình thấy là chỉ là bề ngoài và đang cho người Trung Quốc thấy mà thôi. Cần thực chất là đã những cái điều mà có được là đằng sau cánh cửa đã đóng kín, thưa quý vị. Quay trở lại với nhà báo Duy Nguyên, thưa bác. Tôi binh ông Biden. Ông hãnh diện vì lý do tại sao? Quý vị thấy cái lúc mà ông Tổng thống Trump ông làm việc không? Có thằng Tàu nào dám vô mà chỉ mặt Mỹ, dám nói một câu sắc sược hay là dám nói một câu xúc phạm đến người dân, lịch sử cũng như là những điều đau của nước Hoa Kỳ không? Không, tuyệt đối không. Bây giờ ông Biden ông hãnh diện vì cái người thuộc cấp của ông đã tạo diễn đàn, tạo cơ hội cho tụi Trung Cộng tới khoe lịch sử của nó, chê nước Mỹ kỳ thị, rồi hoan hô Black Lives Matter. Đó là những cái mà ông hãnh diện. Đúng rồi, kính thưa quý khán giả, một cái điều mà ông Biden cũng hãnh diện luôn, tức là thằng Tàu mà của đảng Cộng sản đó, thì giả nói như thế này, giả nói là có hai lần Tân Sửu, Tân Sửu 1901 và Tân Sửu năm 2021, nhưng mà hai thời điểm khác nhau, thế giới không hề biết. Người ta phải đi tìm hiểu lịch sử mới biết 1901 là năm Tân Sửu đấy, là nhà Thanh ký một hiệp ước nhục nhã với Tây Phương, bắt mỗi một người dân Tàu phải trả 50 quan cho tới mãi tới đời bây giờ cũng vẫn còn trả. Đó là một cái hiệp ước nhục nhã khi Trung Cộng thua trận. Bây giờ Dương Khiết Trì lại nói rằng năm 2021 là Mỹ không còn ở trong vai trên, vế trên để phán xét hay là để đưa xuống những nhận xét cho những nước nhỏ hơn. Ý của Dương Khiết Trì là gì? Ý của Dương Khiết Trì là nói cái dự án Made in 2025, tức là sản xuất của nước Tàu năm 2025 bị Tổng thống Trung quýnh te tua bằng cái chiến tranh thương mại mà quý vị nhìn thấy. Cho nên ông Biden ổng hãnh diện vì ông Ngoại trưởng làm được một cái diễn đàn để cho nước Tàu, cho Dương Khiết Trì và Vương Nghị tuyên truyền cho cái gọi là dân chủ theo kiểu của Trung Cộng, dân chủ tự do theo kiểu của Trung Cộng, và cái mô thức đó đối đầu của mô thức của Hoa Kỳ để coi thử mô thức nào hơn. Và trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn bác. Và kính thưa quý vị, tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến việc là có một người đẹp thứ 8 đã kiện ông Cuomo. À, cái phía bên Đông Cuomo này hơi phiền ha. Dạ, bây giờ thì ông gọi là đang chuẩn bị luận tội tới nơi, nhưng mà lại có thêm một chuyện nữa xảy ra, kính thưa quý vị. Đó chính là người thứ 8 đã kiện ông Cuomo. Cô này tên là Alyssa, cô 33 tuổi. Cô từng đã có mặt với ông Cuomo trong một cuộc họp ngay tại dinh thống đốc. Và lúc đó thì cô kể rằng ông ta đã hỏi cô về lý do ly hôn và hỏi về chuyện ly hôn của cô. Sau đó là nói cô rất là đẹp và bình luận về cái vòng đeo cổ của cô. Rồi sau đó là khi nói chuyện với ông ta xong, cô bước ra khỏi phòng. Cô lúc đó cô cảm giác cô thấy người này rất là gần gũi như một người bạn. Nhưng đến khi cô bừng tỉnh rồi, cô nói tại sao lại có sự thân thiết đến như vậy, lại tại sao lại có sự đụng chạm một lúc nào đó mà mình không có cảm giác luôn. Đó, rồi như vậy là cuối cùng thì cô đã quyết định, bây giờ cô Lisa quyết định tố cáo ông Cuomo. Và rồi
cô đã có một cuộc nói chuyện với người phụ tá của ông Kumo. Cái người phụ tá này chính là cô Linh Xì, là người đầu tiên kiện ông Kumo. Thì người phụ tá này nói là thật sự ông ta đã nói, ông ta đã sàm sỡ cô Linh Xì và cũng đã nói chuyện cho cô Linh Xì biết là ông đã từng gặp gỡ của Alisa và cũng nói với cô Linh Xì đừng bao giờ nói chuyện về ông ta, về cái cách mà ông ta gọi là đối xử phụ nữ với lại cô Alisa. Đó, như vậy hai người này có nói chuyện với nhau luôn. Đó, cho nên là đây thật sự là một cái vấn đề mà rất là sensitive. Và bây giờ thì cô Linh Xì còn có một cái chi tiết hấp dẫn hơn. Đó là kể chuyện là ông Kumo từng đưa một cái con chó của ông ta đến gặp cô. Và sau đó cái con chó này đó nó nhảy về phía của cô, rồi nó nói chung là nó tỏ ra thân thiết với cô. Rồi sau đó thì cô cũng gọi là giống như là tỏ ra thân thiết với nó, rồi sau đó cô vuốt đầu nó rồi cô đi về. Thì trước khi cô đi, ông ta nói với cô là ồ, nếu ông ta là con chó thì ông ta sẽ chồm vào cô như vậy. Quý vị thấy mà ông ta dùng cái chữ tiếng lóng của nước Mỹ đó là mount, I will mount into you like that. Đó thì thì biết là cái từ đó là một cái tiếng lóng mà nó cũng hơi bậy bậy. Đó thì bây giờ thì càng lúc á, những cái gì mà ông ta gọi là có ý định gọi là quấy rối tình dục phụ nữ nó càng lúc càng rõ ràng hơn. Và ông ta phải đối mặt với hai tội danh, tội quấy rối tình dục bây giờ là 8 người rồi. Rồi bây giờ liên quan đến những sai sót và những số liệu báo cáo liên quan đến những người đã qua đời vì COVID-19, đặc biệt là tại các trại dưỡng lão. Thì đây rõ ràng là một những vấn đề rất là lớn, rất phức tạp mà ông Kumo đang phải đối diện với lại 8 người phụ nữ và với những số liệu sai sót. Thì rõ ràng đây là một cái, phải nói là một cái bước trượt dốc rất là dài trên con đường chính trị của ông Kumo. Và bây giờ chúng ta sẽ quan sát thêm, theo dõi để mà coi thử lần liệu rằng ông Kumo có thật sự bị định tội hay không, và vấn đề mà điều tra để luận tội ông Kumo sẽ được diễn biến như thế nào. Thì có những bản tin mới cập nhật thì chúng tôi sẽ cho quý vị biết nha. Cảm ơn quý khán giả. Quay trở lại với nhà báo Du Miên, thưa bác. Vâng, bây giờ chúng ta đi ra khỏi Hoa Kỳ một chút xíu. Chúng ta đi về ở xứ Miến Điện. Thưa quý vị, bên kỹ thuật có thể chiếu cho cái video của tin bà. Đài VOA đã chiếu một cái phim để thấy gây xúc động cho toàn thế giới là bọn quân phiệt của Miến Điện đã bắt người dân bò như chó. Tức là bò bằng hai cái tay và hai cái chân. Họ dùng cái chữ bắt dân bò bằng bốn chân, tức là con chó. Quý vị nhìn thấy cái bọn này bọn khốn nạn, đường đảo chánh, và quý vị nhìn thấy trong cái video này. Và thưa quý vị, những ai đã cổ động cho chuyện người dân Miến Điện đấu tranh thì giờ này là lúc mà những người có lương tâm trên thế giới phải trả lại cái món nợ cho người dân của Miến Điện. Thưa quý vị, ngày 18 tây tháng 3 vừa qua, người dân Miến Điện đã nghe lời kêu gọi khích lệ của những nhà đấu tranh khắp nơi trên thế giới, cho nên người ta đã bùng lên và người ta đã dùng những cái loại bom, những cái vũ khí người ta tự tạo hay là có sẵn hoặc giả là đi lấy ở đâu đó, có lựu đạn luôn, tại vì tôi không biết lựu đạn có chế được không, nhưng mà họ lấy lựu đạn để tấn công các đồn lính của phe nổi dậy, phe đảo chánh. Thưa quý vị, tình trạng này hãng thông tấn AP đã loan tin và cho thấy rằng không phải chỉ một mình ở thủ đô danh mà còn ở nhiều thành phố quan trọng của nước Miến. Suốt trong ngày 18, 19 và bữa nay liên tục có những cái đợt mà tấn công cái kiểu cái lối như Việt Nam mình kêu là du kích, lâu lâu tấn công một lần không có quy mô nhưng mà tấn công thẳng vô các đồn. Quý vị nhìn thấy cái video ở trên mạng này, chỉ có bọn cộng sản, chỉ có bọn độc tài đảng trị, có những cái bọn độc tài quân phiệt như tụi bên Miến Điện mà hiện bây giờ là dưới sự giúp đỡ của bọn Trung Cộng mới làm những cái điều xấu xa và hèn mạt, nghĩa là chèn ép người dân đến như thế này mà thôi. May mắn là ký giả đã ghi được những hình ảnh này. Khi mà nói đến cái tin này thì chúng tôi cũng vô cùng xúc động. Khi có một phóng viên làm việc cho đài BBC London mà người dân Miến Điện bị bắt, và bây giờ đài BBC London cũng không biết người phóng viên làm việc cho họ nhốt ở đâu và tình trạng sức khỏe như thế nào. Quý vị thấy đó, đó là những cái mô thức mà Tập Cận Bình và Trung Cộng muốn dạy cho người Mỹ. Người Mỹ phải đi theo con đường này. Đó là cái cách để mà Dương Khiết Trì và Vương Nghị
dằn mặt nước Mỹ tại Alaska mà Biden mở ra cơ hội tạo diễn đàn cho Trung Cộng quảng bá cái chính sách này của nước đó. Trở lại cho cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn bác. Và kính thưa quý khán giả, thì trước khi tiếp tục những bản tin của ngày hôm nay thì chúng ta nói chuyện với lại một vài vị khán giả ở trên Facebook một chút nha. Dạ, hello. Dạ, xin chào quý vị Hannah Nguyễn, quý vị Ngọc Lan Hoa Nguyễn. Dạ, xin chào. Dạ, thưa chị, là chúng tôi là đài VNTV tại miền Nam California của nước Mỹ ha. Dạ, chắc là mới bây giờ thì chưa có dịp để chị theo dõi chương trình, chắc là đây lần đầu tiên chị theo dõi. Dạ, mời chị Ngọc Lan Hoa Nguyễn có thể theo dõi chương trình mỗi ngày từ thứ hai cho đến thứ năm, rồi sau đó là vào ngày thứ bảy từ 6 giờ cho đến 7 giờ ha. Dạ, là 6 giờ đến 7 giờ giờ miền Nam California. Bây giờ là chắc là khoảng từ đã 9 giờ tới 10 giờ giờ của Việt Nam. Và còn nhưng mà riêng ngày thứ tư đó, riêng ngày thứ tư là sẽ là từ 7 giờ cho đến 8 giờ, tức là khoảng 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Dạ, kính mong chị theo dõi nhé. Cảm ơn quý vị. Và cũng có website là vnatv.com, vnatv.com để có thể theo dõi 24/24. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, tiếp đến nữa là quý vị Đào Nguyễn, chào Mỹ Linh và bác Dư Miên. Mình ở Việt Nam nhưng rất thích nghe đài VNTV vì mình ủng hộ tổ hôm trơm. Dạ, cảm ơn chị. Quý vị Huệ, Sài Gòn. Dạ, chào chú Dư Miên và Mỹ Linh. Em đi chơi mà tuần vừa rồi không thấy, nhớ quá. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, Mỹ Linh đi thực hiện chương trình về du lịch. Chị vào bữa chị đón coi nha. Dạ, quý vị Xính Đặng. Chào nhà báo Du Miên và Mỹ Linh, chúc nhiều sức khỏe và luôn may mắn từ North Carolina. Dạ, xin chào quý vị từ North Carolina đã theo dõi chương trình nhé. Dạ, quý vị là người chúc nhà báo và em gái giữ gìn sức khỏe, ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa và mãi mãi trường tồn nhé. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, tiếp đến quý vị Việt Đặng. Biden bị Putin ếm một câu thì hôm sau bị té ngựa liền. À, không, cái này là Putin không cần yểm bùa gì hết, không cần nói gì luôn. Chỉ có mời để mà lên TV tranh luận trực tiếp thôi, một cái là Biden sợ té liền luôn. Giờ cái này là mời thôi, người ta chỉ có mới chút sức khỏe với lại mời đi lên tranh luận trực tiếp trên TV thôi là bị té liền. Chắc sợ quá. Dạ, nhưng mà cũng tội nghiệp chứ, trời, lớn tuổi rồi bị té tới 3 lần như vậy là mới lên nghĩ là đau lắm, nhưng mà phải cố ráng. Với lại đã nói rồi đừng có chạy, mà cứ vừa đi vừa chạy là sẽ té thôi. Dạ, quý vị Thu Mừng. Hai anh Duy Miên và Mỹ Linh chúc sức khỏe anh và cô nhé. Dạ, cảm ơn quý vị Thu Mừng. Dạ, hello chị Vân, tay hòm chìa khóa đang theo dõi chương trình. Dạ, hello quý vị Toàn Nguyễn. Cả thế giới đang coi thường nước Mỹ do Tổng thống Biden hèn hạ. Dạ, thật sự là cái này là cái chính sách ngoại giao không có mạnh mẽ thì làm cho Trung Cộng coi thường. Đó, cho nên là đây là cái mà mình cảm thấy là mình bực bội nhất, mình cảm thấy mình không hài lòng nhất, đúng không? Và thực sự là dưới thời của Obama thì rõ ràng ông Joe Biden đã làm phó tổng thống mà mình đâu thấy ông ta có những chính sách ngoại giao nào mà nó thật sự nổi bật đâu, thật sự không có. Đó, cho nên là mình cũng đoán trước được rồi, chứ cũng không phải là gì mà quá ngạc nhiên, chỉ cái điều mình không nghĩ nó tệ đến mức này thôi. Dạ. Yeah. Quý vị Mỹ Lệ Khang, chào buổi tối thứ bảy chú Du Miên và Mỹ Linh từ Montreal, Canada. Dạ, xin chào. Quý vị Ratsen, thật không bao giờ dám nghĩ là nước Mỹ tệ hại như vậy. Nước Mỹ thường tự hào là nhân quyền, là nước tự do, bây giờ còn được tự do điều gì? Thật sự là nước Mỹ đang ở trong một cái tình trạng là khó khăn. Tuy nhiên nói về vấn đề tự do, rõ ràng nước Mỹ vẫn là một nước tự do nhất thế giới, vẫn là một nước tốt nhất thế giới, vẫn là một nước vĩ đại. Cái đó là điều mình không có chối cãi được, đúng không? Và cho nên nó giống như có thăng có trầm, thì đây có thể mình coi như là một cái giai đoạn đi xuống của nước Mỹ thôi, chứ còn thực sự nước Mỹ vẫn là một đất nước mà ai cũng muốn tới hết á, ai cũng muốn được sống ở đây, tại vì nói gì nói, nó cái sự tự do, cái bầu không khí của tự do nó vẫn ở nước Mỹ, và thực sự nó vẫn khác nhiều lắm á. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn quý khán giả rất nhiều nhé. Dạ, quý vị Thu Mừng, anh Du Miên và cô Mỹ Linh đưa tin rất hay, tôi rất thích nghe, nhưng có khi xem trực tiếp được, còn không thì mở lại nghe sau. Dạ đúng rồi, dạ, nếu như không theo dõi trực tiếp được thì chúng tôi vẫn có upload trên Facebook hoặc là YouTube, cho nên quý vị có thể xem lại bất kỳ lúc nào nha. Dạ, cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta quay trở lại với nhà báo Du Miên để tiếp tục đến với những bản tin hấp dẫn của ngày hôm nay. Và nghe nói là bác Du Miên có một bản tin breaking news liên quan đến
Maricopa County của tôi bang Arizona phải không bác? À, vâng, thưa quý vị, bây giờ thì cô Mỹ Linh muốn cái tin đó trước thì tôi gửi cho quý vị liền cái tin đó trước. Thưa quý vị, bây giờ bên ban kỹ thuật lấy dùm cái link của cái breaking news. Các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa trong cơ quan lập pháp tiểu bang Arizona loan tin như cô Mỹ Linh đã loan trước đây là bây giờ sẽ kiểm phiếu lại toàn bộ gần 2 triệu 100 ngàn phiếu bầu ở quận Maricopa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Mà bây giờ Mỹ Linh ơi, bây giờ thì mình thấy cái chuyện này nó vô duyên, thấy rất là vô duyên, tại vì bây giờ cái thằng cha đắc cử nó đã lên, nó nắm quyền rồi, bây giờ kiểm lại làm cái gì, làm cái gì nữa? Bây giờ cái chuyện này là tụi nó rùi bu, nó vuốt ve những người ủng hộ ông Trump thôi, tức là đây là một cái trò lưu manh của bọn làm chính trị dân chủ Hoa Kỳ. Đây là một cái chuyện mà chúng ta phải vạch mặt nó, mà từ từ tất cả những người dân Hoa Kỳ sẽ vạch mặt tụi đó một cách nghĩa là chính thức. Quý vị nhìn thấy trên màn ảnh, đó là cái statement, cái thông báo báo chí của bà chủ tịch thượng viện ở Arizona là bây giờ bắt buộc phải đếm phiếu trở lại. Nhưng mà cái kết quả này cho dù ông Trump thắng toàn bộ cũng không có nghĩa lý gì hết. Bây giờ mọi chuyện đã an bài rồi, thưa quý vị, ván đã đóng thuyền. Nhưng kính thưa quý vị, chúng tôi muốn đưa cho quý vị liền tiếp theo hai cái bản tin để cho quý vị thấy Tổng thống Trump và báo chí như thế nào. Thứ nhất là bên ban kỹ thuật lấy dùm cho cái tin số 4. Thưa quý vị, ngày hôm nay ở trên tất cả cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ họ đưa ra một cái bản thăm dò cho biết là CNN trong khoảng thời gian Tổng thống Trump không còn làm Tổng thống nữa, cái đài CNN đã mất tới 49,7% lượng khán giả trong khung giờ vàng, tức là khoảng 5 giờ chiều tại Cali, tức là 8 giờ tối tại miền Đông Hoa Kỳ, tức là cái giờ vàng đó, 8-9 giờ tối ở bên miền Đông Hoa Kỳ. Thưa quý vị, hồi xưa họ là 3 triệu mấy, bây giờ còn có 1 triệu 6 à. Đó là cái mất mát, và mới chừng khoảng 20 phút cách đây, Tổng thống Donald Trump đã chính thức gửi ra message nhờ đài VNTV cũng như các cơ quan truyền thông cánh hữu và những người ủng hộ Tổng thống Trump loan cái tin. Ông chửi vào mặt bọn New York Times như sau. Tờ New York Times hôm nay đã đưa ra một câu chuyện nói rằng các nhóm của Đảng Cộng Hòa khác nhau, trong đó có nhiều nhóm nổi bật, đang tập hợp lại những tuyên bố sai lầm rằng các nhà hoạt động bảo thủ đang tìm ra bằng cách tốt nhất để huy động tiền và giữ chân cử tri là lời bịa đặt lớn nhất của Donald Trump, và về vấn đề gian lận bầu cử trở thành ưu tiên hàng đầu của họ. Đáng buồn thay, cuộc bầu cử đã bị sắp đặt và thậm chí không cần đi vào chi tiết cũng thấy trong đó có rất nhiều đã hoàn toàn thay đổi trò chơi, không thể khiến các cơ quan lập pháp của Đảng Cộng Hòa ở các tiểu bang dao động chấp thuận nhiều thay đổi về bỏ phiếu diễn ra trước cuộc bầu cử vốn được quy định theo Hiến pháp Hoa Kỳ. Chỉ vì lý do đó, chúng tôi đã có một cuộc bầu cử bất hợp pháp. Chúng ta đã có một cuộc bầu cử bất hợp pháp vừa qua. Tối cao pháp viện và các tòa án khác sợ phải ra phán quyết, họ không có gan. Tôi xin lỗi quý vị chút, tôi phải trở lại, xin lỗi, bấm lộn cái nút. Họ không có gan và sẽ đi vào lịch sử như vậy. Không có gì ngạc nhiên khi có rất là nhiều tiền được huy động để giải quyết vấn đề này. Đây là nguyên văn cái bản tuyên bố của Tổng thống Trump liên quan đến New York Times, xỉa xói vô nghĩa là gây chia rẽ Đảng Cộng Hòa và có ý là nói là những ý đồ xấu cho Đảng Cộng Hòa. Tổng thống Trump vạch mặt chỉ tên liền. Vâng, trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, và thật sự là Tổng thống Trump dù đã không còn là Tổng thống nhưng mà cái sức ảnh hưởng đối với Đảng Cộng Hòa là rất lớn. Và bây giờ Tổng thống Trump gật đầu ai thì người đó sẽ có nhiều cơ hội cho cái cuộc bầu cử của năm 2022 sắp tới đây. Cho nên là bây giờ là tất cả chỉ trông chờ thôi. Chứ còn Đảng Cộng Hòa bây giờ quý vị biết sự chia rẽ trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa là đó là cái điểm yếu nhất
của Đảng Cộng Hòa, nếu như Đảng Dân Chủ muốn đánh vào là chỉ có đánh vào đó thôi, là họ có thể gọi là kêu gọi được một số thành viên của Đảng Cộng Hòa mà phản, gọi là phản đảng đó, là sẽ có những cái lá phiếu ủng hộ cho họ. Cho nên là bây giờ Đảng Cộng Hòa đang nằm trong một cái thế rất là khó khăn. Và kính thưa quý vị, là hồi nãy nhà báo Yumi cũng nói đến Maricopa County, thì bây giờ họ thật sự họ có đếm, họ đếm cỡ nào chăng nữa mà bây giờ có phát giác ra sai sót thì thật sự cũng chứng minh rằng rõ ràng là cuộc bầu cử này có sai sót. Nhưng mà chỉ có một cái quận hạt nhỏ ở Maricopa County của Arizona, nó không đủ để mà gọi là cho Đảng Dân Chủ sợ hãi, hay là không đủ để mà có thể gọi là mời ông Joe Biden gọi là đi ra rồi xong rồi đưa tổng thống Trump trở vào, nó không đủ để làm điều đó. Nhưng mà at least là cần phải làm để cho chúng ta thấy rằng một quận hạt có thể gian dối được thì nhiều quận hạt khác có thể làm được như vậy. Nó chỉ cho chúng ta thấy như vậy, và càng lúc càng cho người dân thấy rõ hơn cái sự sai sót của cuộc bầu cử của năm 2020 mà thôi, để mình tránh đi những cái sai sót cho năm 2022, để những người đi bầu đó họ gọi là tỉnh táo hơn, để biết mình phải làm cái gì để making sure lá phiếu của mình nó được đếm một cách công bằng. Dạ, và Maricopa County đó quý vị biết, lúc đầu là họ đóng hết tất cả những cái phiếu bầu của mình đó là thành từng kiện hàng luôn, rất là khổng lồ, rồi họ định đưa lên cho thượng viện. Cuối cùng thượng viện nói không, dừng đó, không có chuyển lên gì hết á, chờ lỡ chuyển lên rồi nó có mất mát chúng tôi không biết được, chúng tôi sẽ xuống đến tận nơi để kiểm. Thì bây giờ họ đã có văn bản chính thức để xuống tận Maricopa để kiểm. Nhưng mà trước đây Mỹ Linh đã đưa cho quý vị bản tin rồi, trước khi kịp đến Maricopa đã kịp cắt xé một vài, gọi là không biết số lượng là bao nhiêu, những cái lá phiếu rồi, để cho nó matching cái con số mà họ đã báo cáo, chứ họ đã gọi là bỏ vô máy cắt và cắt rồi, và đã có người chụp hình được và chúng tôi đã gửi đến cho quý vị ở đó. Cho nên là bây giờ không biết là Đảng Cộng Hòa của Arizona đi xuống Maricopa County kiểm tra thì liệu rằng có kiểm tra được gì hay không, cái đó là câu hỏi nữa ha. Nhưng mà at least là có kiểm tra thôi, thì mình cứ bình tĩnh mình chờ kết quả nha. Dạ, và tiếp đến một bản tin liên quan đến bà Vanita Gupta. Bà này chính là được ông Joe Biden đề cử để làm phó tổng trưởng lý của nước Mỹ nha. Và bà là một người rất ủng hộ cho cái kế hoạch là tăng lương cho công nhân lên 15 đồng một giờ. Bà ta nói rằng lương đủ sống là một quyền dân sự, là quyền của con người, và tăng lương là một phạm trù đạo đức. Ghê chưa? Tức là ý nói là lương là phải đủ sống, đó là cái quyền của con người, là đi làm việc là phải có lương để đủ sống, và tăng lương là việc làm rất là đạo đức, là phạm trù của đạo đức luôn á. Dạ, nhưng mà quý vị biết không, bà ta đó tính cho đến bây giờ tài sản của bà có thể nói là tài sản lớn nhất trong số của những người làm việc cho chính quyền của ông Joe Biden. Bà ta có trong tài khoản là 43 triệu đô la. Một trong những người giàu có nhất ở trong chính quyền của ông Joe Biden cho đến bây giờ luôn. Và dĩ nhiên bà, gia đình của bà, đây, người phụ nữ này đây, đó. Thì bà ta có luôn cả, công ty của bà ta có luôn cả một tập đoàn và chuyên sản xuất phụ tùng cho xe hơi. Và bà ta có biết trả lương cho người công nhân bao nhiêu không? Những người Mexico đó. 1.30 xu một giờ. Quý vị thấy khủng khiếp không? Trong khi đó bà ta la làng lên là phải trả lương cho người công nhân là phạm trù đạo đức nha quý vị. Và là việc làm đạo đức đàng hoàng á, bà ta trả lương có 1 đồng 30 xu thôi. Quý vị thấy khủng khiếp chưa? Trả lương cho người ta như vậy mà trong khi đó công ty của bà ta đó trả lương cho người ta tổng cộng chỉ có 260 đô la một tháng mà thôi. Và làm việc quý vị biết 50 tiếng một tuần. Mà trong khi rõ ràng là một người làm việc full time chỉ làm việc 40 tiếng một tuần thôi. Trong khi người công nhân của bà phải làm 50 tiếng một tuần và được trả lương có 260 đồng một tháng thôi. Quý vị thấy khủng khiếp chưa? Đó, và trả lương chỉ có 1 đồng 30 xu thôi. Mà trong khi bà ta gọi là lớn tiếng, gọi là kêu gọi hô hào để ủng hộ cho cái việc là phải trả lương cho người công nhân, và đó là phạm trù đạo đức và phải trả cho người ta đủ sống. Mỹ Linh nói thật quý vị, 260 đô la ở Mỹ này đó chỉ bằng quý vị có gọi là chưa đủ ăn một tháng nữa. 260 đô thực chất mà mình tiết kiệm lắm đi chăng nữa đó thì chắc là cũng chỉ đủ ăn chừng 2 tuần hơn thôi. Chứ không thể nào mà đủ tiền ăn trong một tháng, chưa kể những tiền khác, tiền nhà, tiền bảo hiểm, tiền gì là không tính nha. Mà chả chỉ có 260 đồng thôi. Là quý vị biết là chắc chắn là họ phải có thể là họ nhận những người vượt biên trái phép đó. Rồi họ cố gắng kiếm được đồng nào hay đồng đó thôi.
Có thể là như vậy. Và bây giờ thì cái tin này đã lòi ra rồi, thì không biết là bà ta phải trả lời như thế nào về vấn đề này, trong khi là hô hào phải trả lương đầy đủ cho người công nhân. Kính thưa quý vị, và quay trở lại với nhà báo Du Miên, thưa bác. Vâng, bây giờ thì tôi muốn trình bày với quý vị về tin cái này là cái tin của bà Pelosi. Đây là một trò lưu manh chính trị. Thưa quý vị, còn nhớ là bà này đó là bà dân biểu mà đơn luận tội Biden ngay sau ngày 21 tháng Giêng, tức 20, Biden tuyên thệ 21 là bà nộp đơn, thì Dân Chủ chơi lại bà. Bây giờ có một đưa ra một cái nghị quyết, đưa ra một cái dự luật là trục xuất bà này. Thì bây giờ bà chủ tịch của Hạ viện Pelosi, bà nói là bà không có đồng ý cái chuyện mà trục xuất cái bà này. Nghe nhân đạo quá, nhưng mà thật sự lưu manh. Tại vì sao? Muốn trục xuất một vị dân biểu đương nhiệm phải cần tới 2/3, mà 2/3 đó thì đảng Dân Chủ dù có đa số nhưng mà cũng tới 2/3, không thể qua được. Cho nên cũng có bà Pelosi này, bà bịp bợm, bà đưa ra cái này. Nhưng mà tôi nóng ruột để tôi đưa ra chứ quý vị một cái tin. Tôi xin lỗi Mỹ Linh, cho tôi nói tiếp cái tin kế tiếp luôn. Tôi sợ hết giờ chứ không có gì hết. Thưa quý vị, cái vấn đề Hoa Kỳ là vấn đề người ta quan trọng cái sức khỏe của một vị tổng thống. Cho nên chúng tôi cũng đau lòng lắm khi mà trình bày những cái tin này. Nhưng mà không thể không trình bày những sự thật của nước Mỹ ra cho quý vị thấy. Tôi cho rằng đây là một cái âm mưu đen tối đứng ở đằng sau lưng để làm cho nước Mỹ đi xuống dưới hố, dưới bùn, sạt nghiệp. Bây giờ tin số 7 và tin số 8 luôn, hai cái luôn. Tin số 6 và số 7, thưa quý vị, Tổng thống Trump thì ổng có đưa ra một cái tin để ổng nói là cái chuyện mà ông Biden té đó là ổng nói đùa, là ổng nói cái đó là tôi thắng, tức là ý là thắng trong cuộc bầu cử đó. Nhưng mà cái ông Trung ổng lên tiếng này cũng bình thường thôi. Nhưng mà đứa con trai của ông, tức là cậu Junior đó, thì cậu làm một cái video thì phản bác lại phó giám đốc của báo chí tòa Bạch Ốc, nói là gió quá, gió đến nỗi tôi đi tôi còn chút xíu nữa té, huống chi tổng thống, ý nói vậy. Nhưng mà anh Trump Junior thì anh chàng này ảnh nói không phải vậy, mà ảnh làm một cái video, quý vị sẽ nhìn thấy trên màn ảnh chúng tôi cái video của Trump Junior. Đây, anh chàng này anh làm ra một cái video, mà cái video đó là cái video đó quý vị nhìn thấy chút xíu nữa quý vị sẽ nhìn thấy cái video của cái video trong Twitter đó, bên anh Hoàng lấy dùm cái đó. Sau cái này quý vị sẽ nhìn thấy cái trang banh của ông Trump, người ta làm cái kiểu Photoshop đó, quấn ngay vô cái óc ổng, không phải cái này luôn. Cái video đầu tiên đó thì là video first Twitter video, không phải là The Hill. Như vậy tôi xin lỗi, là lỗi tôi rồi. Ở trong cái Twitter thì có được cái video đó. Cái video cậu ta làm cái trái banh của ông, trái banh góp đó, nó quấn ngay giữa óc của ông Biden. Nhưng mà thưa quý vị, chắc là trước sau gì chúng tôi cũng có được cái đó. Bữa nay không được thì thứ hai tôi thiếu nợ quý vị, tôi trả lại. Có lẽ là tôi lấy lộn. Nhưng mà thưa quý vị, câu chuyện mà ông Biden ông bị ngã té 3 lần, không phải chỉ có một mình báo đài ở Hoa Kỳ mà cả thế giới, kể cả nước Nga. Kể cả nước Nga cũng dè biểu cái sức khỏe bằng những cái câu, cái là coi thường nước Mỹ và coi thường cái sức khỏe của ông Biden. Là tại sao? Ý họ nói là tại sao nước Mỹ là bầu một người không có sức khỏe trọn vẹn để làm một cái, lãnh một cái trách vụ tổng thống của một cường quốc Hoa Kỳ. Đó là những cái điều mà chúng tôi rất xót xa để đưa cho quý vị những cái tin tức này trong cái lúc này, để cho quý vị suy nghĩ những điều mà người ta cho rằng ông Biden chỉ là một con cờ bị giật dây và bị điều khiển ở phía đằng sau. Cho tới giờ này mình chưa biết ngày 25 tây tháng 3, tức là còn trong tuần tới, ông có tổ chức được cuộc họp báo đầu tiên hay không.
chưa ai biết. Và sau cú vấp ngã ba phù này, ông có bị chăm sóc đặc biệt ở nhà không? Tại vì họ giấu, họ đâu có cho biết, mình chưa biết, để coi thử ngày mai, ngày mốt, hay là bà Harris bây giờ bắt đầu làm tổng thống rồi, mình cũng không biết nữa. Tại vì những cái đó, tất cả những cái đó là toàn là những cái bí mật của quốc gia Hoa Kỳ, làm sao mình biết được. Vâng, thưa trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, và bây giờ thật sự là điều mà chúng ta lo lắng đó, rõ ràng ông Joe Biden cứ luôn gọi bà Kamala Harris là President Harris, cứ luôn gọi như vậy, và lần hai ba lần rồi là cứ President Harris and I, cứ nói vậy thôi. Và giống như trong tâm thức của ông Joe Biden, rõ ràng là cái người mà đang làm tổng thống là bà Kamala Harris, chứ không phải là ông Joe Biden. Cho nên nó ngộ như vậy, thưa quý vị. Cái đó mình cũng biết là vô ý hay cố tình Linh. Nữa. Dạ. Mỹ Linh, để cho nói chuyện bên kỹ thuật chút xíu. Cũng trong cái link đó, nhưng mà ở dưới cái chỗ mà ông Trung quánh cái góp đó, đó cái này nè, cho nó chạy đi một chút xíu là thấy liền, thấy trái banh vô ót, đó cái này nè, chút xíu trái banh vô ót ông đó liền. Đó, quý vị thấy không? Đó là Trung Junior tự làm cái video này ra. Vâng, đây là một cái xảo thuật mà, rất là hay đó. Trúng ngay vô ót, không phải là gió. Cái này không phải là ác ý, nhưng mà chính trị, đây là chính trị để trả lời phát ngôn viên, phó phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc để mà nói về cái chuyện này. Và dạ, cảm ơn các bạn kỹ thuật. Dạ, và sẵn tiện đây thì mình nói đến Tổng thống Donald Trump thì ngày hôm qua khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump đã bị một người ném gọi là lựu đạn cay, ném hơi cay ngay ở phía trước trong vòng 5 phút. Người này là một cựu quân nhân và anh ta đã ném vào không phải là vì ác ý, không phải là vì ghét Tổng thống Trump hay vì hết, vì chưa nhận được tiền stimulus check. Không biết là chưa nhận được 1.200, 1.600 hay là 1.400 không biết, nhưng mà là anh ta chưa nhận được. Chính vì như vậy mà anh ta tức giận. Người này tên là Paul Randy Raw, và anh ta đã gọi là xịt khói cay trong vòng 5 phút ngay trước Mar-a-Lago, và cuối cùng thì do khói cay làm ra có một vụ tai nạn đã xảy ra. Tuy nhiên là không có thương vong, chỉ có một vụ tai nạn thôi. Và người này ngay lập tức đã bị cảnh sát bắt giữ, kính thưa quý vị. Và cũng liên quan đến Mar-a-Lago của cựu tổng thống Donald Trump luôn, thì Mar-a-Lago đã phát giác ra có nhân viên đã bị COVID-19, cho nên nó đang bị đóng cửa một phần, kính thưa quý vị. Và chưa biết là tình hình sẽ như thế nào, và chưa biết khi nào thì Mar-a-Lago có thể hoàn toàn được mở cửa trở lại. Tuy nhiên là đến nay người ta chưa có xác định được là có bao nhiêu người nhân viên thật sự ở trong Mar-a-Lago đã nhiễm COVID-19, cho nên tất cả còn đang kiểm tra. Đó là thông tin mà chúng tôi biết được. Và có nhiều khi là bên phía đảng Dân Chủ cũng gây khó khăn cho Tổng thống Trump, không có nhiều người nhiễm, hoặc là cái mức độ nhiễm đó nó chỉ là một hai người rồi họ khỏe hay là họ dễ dàng vượt qua thôi. Nhưng mà họ cũng gây khó khăn, rồi họ nói Tổng thống Trump phải đóng cửa khu Mar-a-Lago, thì mình cũng chưa biết được. Nhưng mà so far thì đây cũng là một điều không vui cho cái khu giải trí cũng như là nghỉ dưỡng của Tổng thống Trump, là nó đang bị đóng cửa một phần tại vì phát giác ra có nhân viên bị COVID-19, kính thưa quý vị. Và đến đây thì chúng tôi cũng hết giờ rồi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật bình an, thật nhiều niềm vui. Dạ, con chào bác. Vâng, thân mến chào tạm biệt quý khán giả của đài, và thân mến chào cô Mỹ Linh.